Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay gia đình mình là đi về quê ngoại của mấy đứa nhỏ là để mà cúng đưa ông bà. Hôm nay là ngày mùng 4 nha mọi người. Thì cái con heo quay đợt này là cậu mình ở trên hướng Gia Lai đem về con heo mọi. Thì gia đình mình là sẽ nướng con heo mọi này. Thì chút xíu nữa là đỡ làm xong rồi thì mình sẽ cho mọi người xem nha. À, cái đống lửa mình đã chuẩn bị cái đống lửa này là hồi mọi giờ là đốt, tí nữa là làm xong con heo là sẽ có một đống lửa lửa than nha mọi người, khá là to nha. Hôm nay trời cũng hơi âm u chút xíu cho mọi người. Rồi con heo đã làm xong, bây giờ là đưa vô vị trí coi cây cột nha mọi người. Cây cột mấy chè anh em chuẩn bị nó làm xong hết rồi, giờ là chuẩn bị sẽ quay cho mọi người. Bây giờ đóng thay gỗ đúng rồi để làm ngoài đãi luôn. Đây bà con lô xe chứ là ngon. Đỡ đóng mấy cái cột này xong rồi là bắt đầu là mình sẽ cho nên mình sẽ quay cho mọi người. Tí nữa quay thì mình sẽ cho mọi người xem được chút xíu nha. Rồi tiếp tục mình sẽ quay lại nha mọi người. Cái thời gian mà quay con heo quay này là đã được một tiếng, có một tiếng rưỡi rồi nha mọi người. Quay cũng khá là lâu á. Nãy giờ hai ba người thay đổi nhau ngồi quay. Bây giờ nói chung cũng hơi trưa một chút xíu rồi nha mọi người. Rồi mọi người tiếp tục xem nha. Đây là hiện tại ông ngoại của mấy đứa con của mình là đang quay nha mọi người. Ông ngoại mình thì nói chung là rất nhiệt tình, vừa nhiều món như thế này lắm á. Tiếp tục nữa mình quay xe tiếp nha mọi người. Hiện tại thời gian quay bây giờ là khoảng hơn ha, khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi nha mọi người. Heo này cũng hơi vàng sơ rồi. Ở bên trong kia thì lo là chuẩn bị hát ca hát rồi nha mọi người. Mọi người xem nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Giờ mình sẽ quay trở lại nha. Con heo thì nó trong cũng đã chín rồi. Giờ nửa phần mình thì cũng đã vô cho mấy đứa nhỏ ăn và người lớn cũng ăn. Còn phần đầu đây là chưa đỡ cho nó nóng rồi. Giờ mấy đứa nhỏ nó lấy nó chơi nha mọi người. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua cái video của mình nha. Mọi người xem mình nhớ ủng hộ kênh, đăng ký để mình phát triển kênh nha mọi người. Rồi xin chào tất cả mọi người rất nhiều nha. Xin chào, bye bye, chúc mọi người.